Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Một tuần trước khi chính thức diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đương kim Tổng thống Joe Biden đã đi bỏ phiếu sớm ở quê nhà Wilmington, bang Delaware. Truyền thông của Mỹ cho biết ông Biden đã xếp hàng 40 phút ở điểm bỏ phiếu tại ngoại ô Wilmington, nơi cử tri xếp hàng dài trên hè phố. Đương kim Tổng thống 81 tuổi đã rút lui khỏi cuộc đua với ứng viên Donald Trump vì lý do sức khỏe hồi tháng 7, đưa giấy tờ tùy thân cho nhân viên bầu cử. Nhân viên này yêu cầu ông Biden ký vào một mẫu đơn rồi thông báo Joe Biden hiện đang bỏ phiếu. Khi Tổng thống Biden bỏ phiếu sau tấm màn đen, một số cử tri lần đầu tiên được xướng tên và cả phòng bỏ phiếu đã cất tiếng vỗ tay dành cho họ. Bên ngoài địa điểm bỏ phiếu, Tổng thống Biden được hỏi liệu ông có nghĩ Đảng Dân Chủ, cụ thể là Phó Tổng thống Kamala Harris, sẽ giành chiến thắng hay không. Ông nói, tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm được. Tại điểm bỏ phiếu ở Delaware, ông Biden đang nỗ lực tạo nên lịch sử cùng 3 ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bao gồm bà Harris, người đang nỗ lực để trở thành phụ nữ da đen đầu tiên và người gốc Nam Á đầu tiên giữ chức Tổng thống. Thứ hai là Thượng nghị sĩ Sarah McBride, người đang muốn trở thành thành viên chuyển giới công khai đầu tiên của Hạ viện Mỹ. Thứ ba là McBride, một người bạn lâu năm của gia đình Biden, từng là trợ lý trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama, ứng cử vào vị trí Tổng trưởng lý Delaware. Cách đây ít ngày, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong sự kiện tổ chức tại trụ sở Đảng Dân Chủ ở bang New Hampshire rằng nền Dân Chủ đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới và ứng cử viên Cộng hòa Trump là một mối đe dọa nghiêm trọng. Ông Biden nói với đám đông tham gia sự kiện, chúng ta phải nhốt ông ta lại về mặt chính trị, nhốt ông ta ở ngoài, đó là những gì chúng ta cần làm. Nhóm vận động tranh cử của ông Trump ngay sau đó đã coi phát biểu trên của Tổng thống Biden là sự thừa nhận về việc luôn đàn áp ông Trump. Bà Coraline Levitt, thư ký báo chí cho chiến dịch tranh cử của ông Trump nói, Tổng thống Joe Biden vừa thừa nhận một sự thật là kế hoạch của ông ấy và bà Harris luôn để đàn áp chính trị với ông Trump bởi họ không thể đánh bại ông ấy một cách công bằng và sòng phẳng. Chính quyền Biden-Harris mới là mối đe dọa với nền Dân Chủ. Phía Nhà Trắng sau đó giải thích phát ngôn từ nhà lãnh đạo của Mỹ nghĩa là loại bỏ cựu Tổng thống Trump khỏi chính trường hoặc là ngăn ông ấy đắc cử. Phía đội ngũ chiến dịch tranh cử của chính trị gia Đảng Cộng Hòa lập tức lên tiếng đáp trả. Joe Biden vừa thừa nhận sự thật rằng ông ta cùng kế hoạch của cấp phó Kamala Harris từ đầu đã muốn đàn áp đối thủ chính trị là cựu Tổng thống Trump vì họ không thể đánh bại ông một cách công bằng và sòng phẳng. Một số đồng minh của cựu Tổng thống Trump cũng phản ứng dữ dội. Theo người sáng lập nhóm bảo thủ Turning Point USA Charlie Kurt, đây là lời giải thích tại sao Đảng Dân Chủ lại sốt sắng tìm cách giam cầm Trump đến vậy. Tại sự kiện vận động tranh cử nơi khác, Phó Tổng thống Harris khéo léo dập tắt tiếng hô vang nhốt cựu Tổng thống Trump bằng tuyên bố tòa án sẽ phụ trách chuyện này. Chính trị gia Đảng Cộng Hòa đang vướng vào hàng loạt rắc rối pháp lý với nhiều cáo buộc khác nhau. Năm 2016, lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Trump nhiều lần hô lời kêu gọi nhốt ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, thậm chí đôi lúc ông còn hưởng ứng. Tháng 8 năm nay, tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, tiếng hô nhốt cựu Tổng thống Trump cũng vang lên. Phía chính trị gia Đảng Cộng Hòa từng mô tả đối thủ Đảng Dân Chủ, cả Phó Tổng thống Harris lẫn bà Clinton là tội phạm, không ngần ngại đe dọa truy tố các đối thủ chính trị. Tại bang chiến trường Michigan, hai ứng viên Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đang có cuộc tranh giành cử tri với đa số người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo, những thành phần đang lo ngại về cuộc ném bom Gaza của Israel và công nhân lo ngại về cách xe điện có thể định hình lại ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Cuộc bỏ phiếu sớm đang diễn ra ở Michigan giống như nhiều tiểu bang khác. Phát biểu tại sự kiện tranh cử ở thành phố Detroit, ông Trump lập luận rằng bản thân xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cử tri Hồi giáo vì ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột và mang lại hòa bình cho Trung Đông. Cựu Tổng thống cũng cam kết với công nhân ô tô rằng ông sẽ đảo ngược tình trạng suy thoái kinh tế ở khu vực Detroit và trên toàn quốc. Mặc dù vậy, ông Trump dường như đang nhận được sự ủng hộ từ một số người Mỹ theo đạo Hồi bất bình với việc Tổng thống Joe Biden và bà Harris ủng hộ Israel, bất chấp lệnh cấm nhập cư từ một số quốc gia Hồi giáo chiếm đa số trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông với tư cách là Tổng thống. Với khoảng 8,4 triệu cử tri đã đăng ký và 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng, Michigan là một trong 7 tiểu bang cạnh tranh của Mỹ sẽ quyết định cuộc bầu cử. Đây là một phần của bức tường xanh, được coi là cơ hội tốt nhất của Đảng Dân Chủ để bà Harris giành lợi thế cùng với Pennsylvania và Wisconsin.
vũ khí của bà Harris. Tại thành phố Kalamazoo ở phía nam Michigan, cách đó khoảng 210 km, bà Harris đã chỉ ra sự tương phản giữa mình và ông Trump trong các vấn đề như quyền phá thai, thuế và chăm sóc sức khỏe. Cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama đã cùng tham gia sự kiện với bà Harris và thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng khi khẳng định có tiêu chuẩn kép trong cách đối xử với Trump Harris. Tôi hy vọng các bạn sẽ tha thứ cho sự thất vọng của tôi trước việc một số trong chúng ta chọn cách phớt lờ sự bất tài trắng trợn của ông Trump, trong khi yêu cầu bà Harris làm chúng ta choáng ngợp ở mọi vấn đề. Cựu đệ nhất phu nhân nói, đồng thời kêu gọi, bất kỳ cử tri nào còn do dự, hãy thoát khỏi màn sương mù mà họ đang mắc kẹt. Bà Obama cũng đề cập đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, khẳng định ông Trump không chứng minh được sự hiểu biết về tính phức tạp của vấn đề này và lời tuyên thệ hủy bỏ đạo luật chăm sóc giá cả, phải chăng được thông qua trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sức khỏe phụ nữ, tất cả mọi thứ. Trước sự kiện tranh cử, bà Harris đã gặp gỡ các nhà cung cấp dịch vụ y tế nữ tại Bordeaux, Michigan, khẳng định nước Mỹ đang trong cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe sau phán quyết năm 2022 của Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết vụ kiện Roe v. Wade, đồng thời đảm bảo quyền phá thai của phụ nữ trên toàn quốc. Thăm dò vẫn xít sao. Bà Harris đang dẫn trước ông Trump trên toàn quốc với tỷ lệ chênh lệch 46% so với 43%. Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters Ipsos cho thấy, tại Michigan, bà Harris thậm chí còn dẫn trước với tỷ lệ căng hơn 47,6% so với 47,1%, theo công ty tổng hợp thăm dò ý kiến 538. Kể từ cuộc bầu cử năm 2020, Michigan đã lần đầu tiên áp dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp sớm và bắt đầu cho phép các khu vực có hơn 5.000 người bắt đầu xử lý và kiểm phiếu qua thư 8 ngày trước ngày bầu cử chính thức mùng 5 tháng 11. Cho đến nay, 19,5% cử tri đã đăng ký ở Michigan, hay gần 1,42 triệu người dân đã đi bỏ phiếu. Chính quyền bang hôm 25 tháng 10 cho biết, chỉ có 10.900 người bỏ phiếu sớm trực tiếp, trong khi số còn lại là phiếu bầu vắng mặt. Nhà sáng lập hãng xe điện Tesla và hãng sản xuất tên lửa SpaceX Elon Musk ghi nhận tài sản tăng thêm gần 34 tỷ đô la Mỹ trong một ngày, dù đang bận rộn cho cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Donald Trump. Tỷ phú thiên tài Elon Musk vừa ghi nhận thêm một kỷ lục hiếm hoi khi chỉ trong một ngày, 24 tháng 10, tài sản ròng cá nhân tăng thêm 34 tỷ đô la Mỹ lên 270 tỷ đô la Mỹ. Qua đó, ông củng cố vững chắc vị trí người giàu nhất hành tinh, bỏ xa người vị trí thứ hai là ông Jeff Bezos tới hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Elon Musk ghi nhận tài sản tăng mạnh dù đang bận rộn cho cuộc đua vào Nhà Trắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông chủ Tesla cũng ghi nhận chi rất nhiều tiền cho chiến dịch mà ông que xe ủng hộ từ tháng 7 sau khi ông Trump bị ám sát hụt lần đầu. Trước đó, Elon Musk ủng hộ Đảng Dân chủ. Ông Elon Musk vừa khiến cho cả thế giới nghiêng mình thán phục với hai ngày thay đổi thế giới từ cú bắt thành công đẩy tên lửa Super Heavy lần đầu tiên trong lịch sử hôm 13 tháng 10 và màn ra mắt xe điện tự lái hoàn toàn Tesla Robovan và Robotaxi hôm 10 tháng 10. Trên thực tế, tài sản của Elon Musk không thay đổi, giữ nguyên ở mức 247 tỷ đô la Mỹ hai ngày sau đó. Tài sản ròng của Elon Musk chỉ bứt phá hôm 24 tháng 10 sau khi cổ phiếu hãng xe điện Tesla của Elon Musk có phiên tăng giá mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, 22%. Tesla công bố lợi nhuận quý 3 tăng mạnh. Vốn hóa Tesla vọt từ 700 tỷ đô la Mỹ lên hơn 836 tỷ đô la Mỹ. Ông Musk chợ sở hữu khoảng 12% cổ phần của Tesla, chưa bao gồm quyền chọn. Về phần cựu Tổng thống Donald Trump, vừa có màn lội ngược dòng, lần đầu tiên có tỷ lệ khảo sát cao hơn bà Kamala Harris hôm 21 tháng 10, dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, 51% so với 49%. Hôm 24 tháng 10 trong khảo sát toàn quốc của Forbes kết hợp với HarrisX vào thời điểm chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, ông Trump cũng chiếm lợi thế từ bỏ phiếu sớm. Việc Elon Musk có thêm 34 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày khiến dự báo ông chủ Tesla trở thành người đầu tiên trên hành tinh có 1.000 tỷ đô la Mỹ có thêm cơ sở. Sở dĩ tài sản của Elon Musk tăng vọt chủ yếu là nhờ Tesla, với doanh thu quý 3 tăng 8% so với cùng kỳ và lợi nhuận tăng 17,3%. Nhiều người cũng lạc quan doanh số bán xe của Tesla có thể tăng tới 30% trong năm 2025. Tất nhiên kỳ vọng vào Tesla cũng đã gắn liền với tín hiệu tích cực từ ông Trump. Gần đây, ông Trump cũng không còn chỉ trích xe điện ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, điều mà Elon Musk kỳ vọng có lẽ không chỉ có vậy. Không đơn giản là đẩy Tesla lên, mà được cho là phục vụ tham vọng điên rồ của mình, như phóng hàng chục nghìn vệ tinh, OA thử tên lửa, chinh phục đưa con người lên sao hỏa, cấy chip não Neuralink, rồi robot AI. Ông Musk có thể kỳ vọng vào những hợp đồng và chính sách của chính phủ Mỹ cho các startup chưa có tiền lệ như vậy. Elon Musk từng nhiều năm không ưa ông Trump,
nhưng có một điểm khá tương đồng giữa hai con người này là tư duy khác thường, đôi khi được xem là điên khùng. So với Tesla, SpaceX là dự án tham vọng hơn nhiều. Theo tính toán trước đó, SpaceX được định giá khoảng 210 tỷ đô la Mỹ, trong đó Elon Musk sở hữu khoảng 42%. Nhưng giờ đây, với cú cánh tay thép khổng lồ bắt lại thành công tên lửa đẩy Super Heavy hôm 13 tháng 10, định giá SpaceX đã khác, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu. Nếu ông Trump thắng cử, các startup với ý tưởng là thương của Elon Musk sẽ rất thuận lợi. Elon Musk được xem là người giúp cho ông Trump lật ngược thế cờ một cách ngoại mục. Không chỉ bởi lượng tiền khủng Elon Musk hỗ trợ cho chiến dịch, mà còn là từ các fan của Musk, từ nền tảng X mà tỷ phú này thâu tóm trước đó và những thành công đi trước thời đại của ông. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!